Xin kính chào các bạn quý vị. Như vậy hôm nay Samsung đã chính thức ra mắt chiếc Samsung Galaxy S7 Edge. Sản phẩm này sẽ có giá bán thấp hơn 500.000 đồng so với dự kiến ban đầu là 18 triệu rưỡi. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy thiết kế của S7 Edge. Điều đầu tiên mình thấy khoái đó là không còn cấm tay. Mặt lưng phía sau được làm bo cong một cách mềm mại hơn. Và chúng ta sẽ thấy là mặt trước cũng được làm cong nhiều hơn. Đây mình đã có so sánh với chiếc S6 Edge Plus. Các bạn thấy khi có ánh sáng rọi vào S7S thì sẽ có sự cong vào bên trong, còn Galaxy S6 Edge Plus sẽ chỉ thấy một vạch sáng đường thẳng mà thôi. Phía sau cũng tương tự như thế, khi bạn đặt hai máy các bạn thấy là mặt lưng của chiếc S7S được cong nhẹ hơn đôi chút. Nó không cong giống như mặt lưng Note 5 và Galaxy S7, nhưng mà nó sẽ dễ chịu hơn khi chúng ta cầm nắm. Bên dưới sẽ có cổng sạc, chúng ta sẽ có loa ngoài, sẽ cắm tai nghe 3.5mm. Còn đương nhiên ở bên trên là chúng ta sẽ tìm thấy mic phụ thứ hai, nó sẽ có khai SIM Việt Nam là bản 2 SIM, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn là khai cắm thể nhớ mở rộng. Phía sau là camera chính có khẩu độ f1.7, độ phân giải 12 MP. Điểm hài lòng đầu tiên là camera này không quá lồi, gần như là bằng phẳng và chỉ chênh một đôi chút so với lợi kế bề mặt lưng mà thôi. Chúng ta sẽ thấy mặt trước là camera tự sướng, loa thoại và cũng như là các cái cảm biến. Đặc biệt là cái phím home hiện tại của cái chiếc Galaxy S7 Edge đã làm vuông vắn hơn, không còn bo cong nhiều và dạng thon giống như kiểu là Galaxy S6 hay Galaxy Note 5 trước đây. Cái chiếc Galaxy S7 Edge cũng được bổ sung thêm cái khả năng chống nước, chống bụi bẩn IP68, thế nên mình có thể thoải mái thả xuống nước, chụp ảnh nó nghịch ngợm các thứ rất là vui. Và về Galaxy S7 Edge thì giao diện các tính năng thì nó tương tự như là cái chiếc Galaxy S6, Galaxy Note 5 các bạn sau khi đã Android 6.0, thế nên không có nhiều điều chia sẻ đây lắm. Đợi khi có máy chính thức, mình sẽ có bài đánh giá chi tiết về hiệu năng và nhiều thứ khác cho bạn hơn. Ở trong đây thì đặc biệt mình chú ý đến tính năng cho phép bày hết icon ra màn hình home screen như iOS. Chúng ta có game launcher cho hỗ trợ khả năng chơi game tốt hơn. Các bạn cảm thấy đừng quên like, share với bạn bè và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.